chạy đi nhá. Trả đắt thôi. Quả anh dùng một tháng hết bao nhiêu? Tháng mình hết 40.000 đấy, cả máy giặt mới được khoảng 2. 40 à? 40.000. Tắm tiếc tẹt ga. Tắm tiếc tẹt ga, cứ nhìn phụ xả tè tè suốt ngày, cứ đi đái cái lại xả phát lại mấy khối lít nước. Thế là 40. Thế thì không có gì là... Có gì mà ghê không? Em chạy những cái máy lọc như vậy ăn thôi gì? Để rau, để cỏ, tắm rồi. Giặt thì... Giặt cái giếng được. Giặt cái giếng. Giặt mưa cái giếng này. Nhưng mà nước sạch phải cho vào tép. À. Còn tắm ra giặt tiếp cái đôi nước giếng. Máy lọc thì đấu thẳng vào cái đường ấy nhỉ? Ừ. Là nó khóc ép nữa, phải tép thế nhỉ? Cơn mưa đang răng đầy kìa. Cơn mưa. Thế liệu có mưa không? Dạ biết được, cái cơn sáng bắt hòe à? Sáng vẻ mà mình tưởng đéo đâu. Đấy là về xẻ được cái món này. Ừ. Sáng lúc mình đây thì im chả thấy tiếng người đâu mà. Về mà sớm. Đây ra ruộng 8 giờ mới đây về mà. Ra ruộng ngay được xuân. Xong rồi bà Hằng Dũng. Hoa ý. Đóng bàn ăn mét hình ngắn. Cái bàn con để đặt ở cái sập ấy mà. À. Đóng cái chín như mấy. À thì lại đóng cái tám chín. Nó không phải dài dài tí thịt mẹ còn bày thức ăn mới đủ. Lúc có khách cứ khứa. Dạng thế này, cái nào nữa này. Bát, nắm đĩa như kiểu ba đám cưới. Rộng 67 hoặc 70, 69. 70 hoặc là... Mẹ ba đám cưới lắm, lúc mẹ bàn to thấy bầy thức ăn chật. Rộng 81 thì... Sao thấy em đi vào cùng đầu? Tí mình xì mình có cỏ lúa. Đủ 4 cái đi đéo rồi đi. Chả giữ đâu. Đi đéo rồi thì đi đúng không? Chả giữ làm gì. Phun mấy bình kệ. Phun đâu? Hả? Phun thế nào? Phun tí ngày đây mỗi bình chưa đến bình. Mỗi bình thì nhanh nhắm rất được 5 phút. Rồi đi tới loang quăng xa này. Loang quăng đéo ở một chỗ. Đéo ở một chỗ. Như kiểu hôm qua lên phóng cái Hạnh quay nó rắc phân mới về cũng được đéo đâu.
đi nhanh hả? Ờ, nó đi nhanh mà nó làm nhanh quá, đi tít đầu kia rồi. Quay phân nhiều tí sau. Ờ, nó mẹ 5 phút nó đi được mấy đường rồi. Lăng nhằng một tí là xong mẹ. Tôi mưa đen xì. Kiểu đéo tôi lại mưa.